Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra với chủ đề chính là sắc màu lễ hội Việt Nam. Đến với ngày hội, du khách được chiêm ngưỡng một bức tranh văn hóa đặc sắc của sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa và du lịch. Chính là chủ đề sắc màu lễ hội Việt Nam xuyên suốt trong các hoạt động của sự kiện, đã đem đến cho công chúng những tiết mục nghệ thuật thật sinh động, có chiều sâu, gắn với ý nghĩa những ngày lễ lớn của dân tộc. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội mua nhiều tour khuyến mãi hè đặc biệt và nhận được những phần quà hấp dẫn khi tham gia hoạt động game show, trò chơi đố vui tại các gian hàng. Đây cũng chính là nét nổi bật thu hút và hấp dẫn du khách đến với ngày hội du lịch năm nay. Rất là nhiều những cái điều thú vị cũng như là hấp dẫn đã lôi cuốn tôi phải quay trở lại đây lần thứ hai sau cái ngày lễ khai mạc vào thứ năm vừa rồi. Thì ví dụ như là một số những cái gian hàng của các đơn vị du lịch đã tổ chức ra những cái mô hình hoạt náo, tạo được những cái sân chơi rất là hấp dẫn với những cái phần quà tuy không lớn nhưng mà đủ để cho mọi người có một cái kỷ niệm nho nhỏ. Và bên cạnh đó, thực tế hơn là tôi và gia đình cũng đã chọn và tìm được cho mình một số những cái tour du lịch trong hoặc là ngoài nước. Đại diện ban tổ chức cho biết, ngày hội du lịch thành phố năm 2012 đã thực sự thành công khi đạt được mục tiêu là trở thành một siêu thị du lịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá các sản phẩm, thương hiệu cũng như gặp gỡ thêm đối tác và khách hàng. Theo thống kê sơ bộ, trong 4 ngày diễn ra chương trình đã thu hút hơn 4.000 người tham dự. Các đơn vị tham gia ngày hội đã bán được hàng ngàn tour du lịch trong nước và quốc tế, góp phần không nhỏ trong việc kích cầu, hâm nóng thị trường ngành du lịch trong hoàn cảnh kinh tế vốn dĩ đang khó khăn. Có thể nói là đến giờ phút này thì ban tổ chức chúng tôi hết sức là phấn khởi vì cái kết quả tốt đẹp của cái ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. Có thể nói rằng các cái hoạt động tập trung của ngày hội đã tạo được cái sự thu hút của các cái người tiêu dùng du lịch. Cái hội chợ của các cái doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành ấy, và các khu du lịch vui chơi, giải trí thì đã thu hút được rất đông những cái người tiêu dùng. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã qua 8 lần tổ chức và trở thành một hoạt động văn hóa du lịch có ý nghĩa trong hoạt động du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2011, ngành du lịch thành phố đã đạt được những kết quả tích cực với những con số ấn tượng. Cụ thể, trong năm 2011, lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh đạt 3,5 triệu lượt, tăng gần 13% so với năm 2010. Tổng doanh thu đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2010. Dự kiến năm 2012, thành phố phấn đấu đón gần 3,8 triệu lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng đạt 8%, doanh thu đạt 58.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 20%.